khoảng 2 tấn lươn ngỗng, lươn vịt, vốn là những món đồ ăn được thực khách vô cùng ưa thích tại các quán ăn vỉa hè, thì ở đây chúng lại chỉ là đồ bỏ đi do không có bất kỳ loại giấy tờ kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm nào. Hàng tấn thực phẩm được chủ cơ sở kinh doanh là Lưu Đức Trung, sinh năm 1990, thu mua trôi nổi trên thị trường. Đặc biệt, một số loại thực phẩm bị thu giữ được dán tem nhãn mác nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi nhập về kho, chủ hàng sẽ xé nhãn mác, đóng chung vào các thùng xốp chuẩn bị sẵn, núp bóng thực phẩm trong nước để đem đi tiêu thụ. Trung bình một ngày anh nhập khoảng 200-300 cân. Về cái số hàng hóa hôm nay mà bị phát hiện thì nội dung hàng hóa chưa đủ giấy tờ xuất xứ. Chỉ trong một tuần vừa qua, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hàng chục tấn thực phẩm nhập lậu vào thị trường. Đáng chú ý, một số loại đang tạo nên cơn sốt trên thị trường ẩm thực đường phố Hà Nội như lạp xưởng nướng đá, xúc xích viên hay cánh gà cay. Các loại thực phẩm vi phạm được nhập lậu, trà trộn cùng các mặt hàng có hóa đơn chứng từ nhằm qua mắt sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Nhìn cảm quan qua các cái xúc xích và các cái sản phẩm cánh gà này thì được hướng tới là bán cho các cái đối tượng trẻ em là sử dụng chủ yếu. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng tận dụng tối đa sàn thương mại điện tử làm địa điểm kinh doanh, giới thiệu hàng hóa. Điều này khiến việc theo dấu, xác minh, phát hiện của cơ quan chức năng hiện nay gặp nhiều khó khăn. Nếu không được kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả, những loại thực phẩm kém chất lượng có thể tràn vào thị trường, chèn ép thực phẩm truyền thống trong nước, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.